Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình quay cho mấy bạn xem là cái cây nhót Nhật nha mọi người. Cái cây nhót Nhật này có thể người ta còn có gọi kêu rằng là cây phỉ phả nha. Nó nhưng hôm nay thì cái cây này là mình sẽ quay cho mấy bạn xem cũng như cách trồng cây nhót Nhật. Cây nhót Nhật là trồng như thế nào để cho nó ra bông đẹp, bự, rồi thêm trái to nữa nha mọi người. Và phần chủ yếu là mình nói với mọi người đây là cái cây nhót Nhật á, là cái bông phỉ phả này nè, cũng như những bạn nào mà bị cảm, bị ho ha, thì sẽ lấy cái bông này nấu với gừng đường phèn, nấu với gừng với đường phèn rồi để lợi ấm ấm thì mình sẽ uống sẽ trị được bị bệnh ho nha mọi người. Thì cái loại này thứ nhất là mình cũng có thể dạng như mình rảnh rỗi mình pha trà, mình phơi khô mình pha trà mình uống nó cũng được. Đây là cái bông nhót Nhật này, là bông phỉ phả này, nó sẽ giúp ích cho sức khỏe của mình. Và hôm nay á thì mình sẽ cho mấy bạn, mình sẽ chỉ mấy bạn cách lặt nhót Nhật nha mọi người. Cái bông nhót Nhật này, ví dụ mấy bạn mà phải lặt bông nó hay phải tỉa bông nó thì sẽ mới có thể là làm cho cái trái của nó bự và đẹp nha mọi người. Đây thì hiện tại là những cái bông như thế này, đây những cái bông nhót Nhật như thế này thì chừa nó hơi nhiều nha mọi người, chừa hơi nhiều, nhưng tại vì cái cây này là mình trồng để ăn cho nên thì mình chừa hơi nhiều. Ví dụ như những bạn nào mà trồng mà để thu nhập bán thì không cần phải chừa bông nhiều như thế này ha. Thì những cái bông này là những cái bông này thì đã lặt qua sơ sơ, nhưng mình sẽ lấy một cái bông nhỏ để mà mình lặt kỹ hơn, để mình cho mấy bạn nhận biết cách lặt bông nhót Nhật như thế nào ha. Đây là một cái bông hoàn toàn chưa có lặt nha mọi người, một cái bông hoàn toàn chưa có lặt. Đây cái bông của nó hoàn toàn chưa có lặt nha. Thì trước nhất mình phải chọn bông, tại vì khi mà mình chọn bông rồi là mình quyết định được cái trái của nó đẹp xấu là do mình quyết định trên cái bông này ha. Đây có cái lá này nè, nó hay che để mình tước bỏ nha. Đó, mình sẽ cho mấy bạn xem cái bông nó như thế này. Đây là cái bông nhót Nhật cho mọi người. Đây trước tiên mình chọn mà bông đẹp á là ở phần ở dưới, mình xem từ dưới nhất nha. Mình điếm lên một đọt nha, một cái đọt bông như thế này, một cái đọt bông, thêm một cái đọt bông nữa là hai đọt, là ở dưới cuối cùng hai cái đọt bông này nè, cuối cùng ha, dưới này là hai đọt bông này là mình không lấy. Để cái bông này là mình không lấy nha, tại vì nó nằm sát ở dưới đây nè, nó nằm sát ở dưới đây sẽ khiến cho cái trái phỉ phả này nè, cái trái nhót Nhật này nó sẽ không to. Những cái trái mà ở nằm ở dưới này nè là nó không to ha, thì mình bỏ. Ví dụ như những bạn nào mà có cái bọc á thì mấy bạn có thể đựng lại, mấy bạn phơi khô rồi để pha trà hoặc là pha tươi cũng được ha, thì nó có cái mùi thơm, nó có một thơm như một cái mùi hương hoa vậy đó. Đó này, đây mình để lại ha. Rồi đây là cách thứ nhất là mình bọc chưa nha. Ví dụ mình đi lặt một cái bông thì trước tiên thì mình lặt hai cái dưới này xong. Cái thứ hai nữa đây là mình phải lặt ở bên cạnh này, ở ngoài đọt này, ở bên thân này nè, mình không cần phải chùi nhiều đó. Mấy bạn sẽ lặt như thế này, nó lặt như thế này đơn giản lắm. Đây như cái bông này đi, phải lặt như thế này, rồi như bên đây như cái bông này nè, đó lặt cái mấy bạn sẽ lặt cái nhị ở ngoài này nè, cái nhị ở ngoài này nè, lặt bỏ. Nhưng bất cứ cái bông nào cũng vậy nha, đó, bên thân bên đây cũng vậy luôn. Đây nắm cái bông này lặt bọc cái nhị, cái nhị tròn tròn của nó ở ngoài nè, những cái nhị tròn tròn ngoài lặt bỏ. Mình không có lấy nhiều bông, tại khi mà mấy bạn mà lặt như thế này xong rồi á, mấy bạn lặt như thế này ha, thì những cái bông này nè nó ra sẽ ra trái đó, những cái bông nó sẽ ra trái, ra bông ra trái đây. Còn ở trên đọt này nè, trên đọt này lặt một cái nữa, nó như vậy là ok. Mình chỉ chừa như thế này thôi nha, nó những cái bông nhỏ nhỏ chỗ này nè, có cái đầu này núm này nè, mình sẽ lặt bỏ nó. Mấy bạn bấm cái là sẽ lặt bỏ nó liền ha. Đó thì mình sẽ chừa đại khái là mình chừa thế này,
Nhưng mỗi một cái chùm bông như thế này nè, mỗi một cái chùm bông như thế này là mình không có chừa nhiều trái được. Một chùm bông như thế này là mình chừa khoảng 10 trái trở lại, 10 trái trở lại, không hơn 10 trái nha. Có chùm ví dụ như đẹp á mình chừa 10 trái, còn những chùm mà xấu một tí á thì mình chừa 7 8 trái ha, chứ mình không có chừa nhiều. Thấy vậy như cái bông này nè. Đó, cái bông này là tại vì cái bông này là để ăn. Đó cho nên mới chừa nhiều. Còn những dạng như mà mình trồng kinh tế á thì mình không có chừa nhiều bông như vậy. Những cái bông như thế này nó nở rồi nè mấy bạn, cái này là mình phải lặt bỏ hết. Những cái bông này nè, dạng như mình cái này á, là mình trồng để ăn á thì mình không có kỹ lưỡng. Nhưng những bạn nào mà trồng nhót mà để kinh tế á thì mấy bạn phải lặt bỏ hết mấy cái bông này. Đó, cái bông này nè, tại vì cái bông này nó ra quá nhiều trái. Cái này nó ra trái dữ lắm, làm sao nó cũng dễ đậu ha. Thì những cái cánh đầu như thế này thì mấy bạn lặt cho nó bớt những cái bông này đi, cũng như là bớt cái sự gọi là dinh dưỡng cho nó không có ăn nhiều quá đó. Những cái đọt như thế này nè lặt hết cho mình, những cái lọt như thế này nè, nó những cái bông mấy bạn chừa 2 trái. Cái này là kiếm cái trái nha, cái này là cái bông là một trái đó. Đó mấy bạn cứ nhìn thấy, mấy bạn thấy một bông là một trái đó, cái này phải lặt bỏ. Những cái mà ở đầu này là những cái trái mà ở đầu này nó cũng không có bự luôn. Những cái trái mà nó ở đầu này là những cái trái nó không có bự. Những cái trái trên đầu này là hoàn toàn nó không bự. Lặt bỏ hết. Nó chỉ chừa ở bên trong thôi. Nó như thế này. Bên đây cũng vậy. Lặt bỏ hết. Đó. Còn ở dưới thân này thì phải tỉa bỏ hai trái dưới này nha, hai cái nhánh dưới này. Cái hạn như cái nhánh này nè, cái nhánh bông này là ở dưới chưa không có lặt bỏ nè. Nó ở dưới bông không có lặt bỏ nè. Thì cái này mình phải lặt bỏ. Ở dưới cuối cùng 2 cái là mình phải lặt bỏ 2 cái mình chừa ở trên thôi. Cái này là tại vì mình trồng là dạng như là trồng để ăn mấy bạn biết không? Trồng ăn cho nên mình không có trồng kinh tế, cho nên mình không có làm kỹ. Nhưng mà những bạn nào mà mấy bạn trồng là để kinh tế, là để cho khiến cho để cho cái trái nhót của mấy bạn nó bự á, thì mấy bạn phải lặt bỏ. Lặt bỏ bớt bông này đi. Nhưng mà mấy bạn những cái bông như thế này là mấy bạn có thể lấy lợi. Đó, mấy bạn lấy lợi pha trà uống ha. Cái này là trị bệnh ho nha mấy bạn. Ở bên đây á, người ta lấy cái bông này nè, người ta phơi khô, người ta nấu với đường phèn, với gừng, bỏ vô miếng gừng nữa thì người ta có thể là trị bệnh ho nha mọi người. Đó mấy bạn cứ lặt như thế. Đây là như cái chùm này nè, cái chùm này cũng chưa lặt nữa nè. Đó, ở dưới cuối cùng ha, hai cái cuối cùng lúc nào nó cũng gai dài hết, nhưng mà lúc nào nó cũng không có cái hai cái nhánh cuối cùng này là không có trái bự. Trái nó sẽ không bự. Rồi, sẽ lặt nó. Những cái đọt như thế này nè. Đó, mấy bạn cứ lặt nó. Lặt bình thường. Nó đơn giản lắm, nó nhẹ lắm mấy bạn, yêu cầu đụng vô lấy ngón tay xe cái là đứt à. Còn trên đọt nè, ngắt một cái là không cho nó phát triển nữa, mình chỉ chừa một mớ này thôi. Nhưng mà mỗi một cái bông, mấy bạn thấy mấy bạn nhìn nha, mỗi một cái bông như thế này nè. Mỗi một cái bông là mỗi một cái trái nha. Mỗi một bông, mỗi một trái. Mỗi một bông là mỗi một trái nha, thì mấy bạn nghĩ đi, cái này là mấy chục trái luôn. Nhưng mà mình sẽ tiễn ra, mình chỉ ta lấy tầm 10 trái là được. Tầm 10 trái là được nha. Còn dạng như những cây nhót như thế này, lùng lùng như thế này là được. Thì mấy bạn đừng có cho nhót lên cao, mấy bạn quằng nó xuống. Mấy bạn quằng nó xuống ha. Đừng để cho mấy cái cây nhót mà nó hay vụt như thế này nè. Đó, mấy bạn phải quằng nó xuống, phải kéo nó xuống thì nó mới thấp như thế này, để mà mình dễ làm ăn á, các bạn biết không? Nó quặn xuống như thế này. Khi mà mỗi năm á, mỗi một cái đọt, mấy bạn mà muốn cho mỗi đọt đều ra bông thì mình phải gãi kali nha mọi người. Mãng cầu na dứa Đài Loan không cần gãi kali. Nhưng mà cái cây nhót Nhật này phải xịt kali luôn, chứ không phải là gãi xuống đất nữa nha, phải xịt thẳng lên lá luôn. Nhưng tới lúc mà trước khi ra bông á thì mấy bạn phải xịt kali để cho nó ra bông. Nó nếu mà mấy bạn muốn bông ra càng nhiều thì mấy bạn phải xịt kali ít nhất phải tầm 2 lần, xịt thẳng lên lá luôn nha. Tại vì như vậy á, sẽ khiến cho cái lá này nó không phát triển, tại vì cái lá nhót này nó phát triển rất là dễ phát triển. Nó khi mà mấy bạn muốn cho nó phát triển ít, dạng như là ngưng phát triển về lá rồi nó sẽ phát triển về hoa, nó ra hoa nhiều, thì mấy bạn phải xịt thẳng kali vô cho nó luôn. Chẳng hạn như những cái nhánh như thế này nè, chưa lặt nè. Nó thì như vậy thì cái cây nhót Nhật của mình nó mới ra bông nhiều. Mỗi một cái đọt đều phải có một cái bông, chùm bông như thế này. Không cần phải chừa nhiều nha mấy bạn. Cái này hồi xưa là tôi cũng trồng 10 công nha,
Hồi đó là tôi trồng 10 con nhóc nhật này nè. Nhưng tại vì cái cây nhóc nhật này nó rất là tỉ mỉ, cái vỏ của nó rất là mỏng. Tuy rằng giá thị trường nó rất là cao, nhưng mà cái vỏ nó rất là mỏng, rất là tỉ mỉ, làm nó cực hơn là na dứa. Cho nên sau này tụi tôi chọn lựa làm na dứa chứ không có chọn cây nhóc nhật ha. Đây nè, nhà như những cái như thế này là tỉa bỏ bớt nha. Bạn có thể lấy cái nhị này nè, phơi khô rồi uống trị bệnh ho ha. Thì cái cây này là những cái trái này nè, cái trái này là người ta ở bên Đài Loan người ta cũng làm ra thuốc trị ho đó, thuốc trị ho mà thuốc phỉ phả đó mấy bạn, thuốc phỉ phả là trị ho ha. Thì mình phải lặt nó nha mấy bạn, phải lặt nó thì trái mới bự mới to, để cho nó đều trái đều bông như thế này ha. Đây, ở dưới này là chưa có lặt nè, dưới này phải lặt bỏ mới được, hai nhánh dưới này phải lặt bỏ nó, như vậy cái cây nó mới đẹp. Này nè, phải dưới này nè phải lặt bỏ, tại vì á, mình trồng ăn á, cho nên là không có đúng thời kỳ ha. Chứ mà lặt ra đúng thời kỳ nhìn cái bông, mấy bạn thấy không, mấy bạn không lặt cái bông nó dài coi nè, nè cái bông nó dài như vậy trái nhiều quá, bông dài trái nhiều quá, cho nên mình phải lặt bỏ bớt đây nó, đừng có để cho nó ra bông. Nhưng mỗi một cái bông như thế này là mỗi một trái nha, thì một chùm như thế này rất là nhiều trái. Đây nữa nè, đó, hai nhánh dưới này lặt bỏ nè, 1, 2, yêu cầu hai nhánh ở dưới là phải lặt bỏ là ok, là đúng nó đó. Cuối cùng hai nhánh lặt tùy theo bông, ví dụ mấy bạn cảm thấy cái chùm bông đó nó ít bông quá thì mấy bạn chừa lại lặt bỏ nhánh cũng được ha. Trên đọt nè, nhất định phải lặt bỏ nó như thế này nó, được chưa? Ở dạng như có gì mấy bạn muốn tìm hiểu nữa cây về cây nhóc nhật thì nhắn tin bình luận cho mình ha, để mình có cái cây gì thì mình chia sẻ cho mấy bạn, để mấy bạn có thể tìm hiểu thêm nha mọi người. Rồi xin chào nha.